đã từng nghe đến câu nói Mưu cầu sự thay đổi của người khác là bắt đầu cho đau khổ Thay đổi bản thân bắt đầu cho hạnh phúc Có một cô gái yêu một chàng trai nhà giàu có Nghề nghề ra mắt, không được mẹ bạn trai chấp nhận Nhưng người con trai nói với mẹ là không cưới ai ngoài người con gái đó Cuối cùng bà mẹ đồng ý cho cưới. Khi về chung sống, mẹ chồng tỏ ra không hài lòng với mọi việc mà con dâu làm. Ban đầu, con dâu cũng chấp nhận, nhưng dần không chịu nổi vì bất kỳ điều gì cũng làm người mẹ chê. Cô đâm ra bực bội. Thì trong một giây phút, tính ác trỗi dậy, người con dâu đó nên núi tìm thầy tà để xin thuốc cho mẹ chồng uống thuốc nào mà uống sau ba mươi nghề mất đi lý trí trong tích tắc người đó sẽ mất đi mà không ai biết cuối cùng ông thầy đưa cho cô thuốc về đến nhà cô bắt đầu đối xử với mẹ chồng mình khác đi ngày trước dọn cơm ra mẹ không ăn cô cũng không nói gì Mẹ la cô bực bội. Nhưng giờ muốn mẹ uống thuốc của mình đã cho vào thức ăn, thì cô nói, Mẹ ơi ăn đi, còn có lầm nỗi gì thì mẹ bỏ qua cho con. Mẹ ăn uống điều độ cho khỏe. Cứ tiếp tục như vậy, nghề qua ngày Sau gần tháng trời, mẹ chồng thay đổi tính tình. Bất ngờ một hôm, mẹ chồng cho họp gia đình bà rút chìa khóa nhà, chìa khóa kho lúa, chìa khóa gia sản, gia đình nói rằng đây là gia sản cha mẹ để lại, bố các con đã mất. Ban đầu cũng cảm thấy con dâu không xứng đáng, nhưng giờ cảm nhận được con dâu xứng đáng, giờ mẹ rút lui, giao cho con dâu quản lý gia sản. Lúc này, người con dâu khóc vì cô biết còn vài ngày nữa là người mẹ chết mà giờ mẹ đối xử với mình tốt quá nghe đêm đó cô tức tóc chạy lên núi tìm ông thầy van xin ông hãy cứu mẹ ông thầy nói trễ rồi mẹ cô chỉ còn vài ngày nữa thôi giờ cô có bỏ hay không bỏ thì thuốc nó tới xương tủy rồi không kịp nữa người con dâu khóc lớn nói rằng đổi hết gia tài để cứu mẹ nếu ông cứu được mẹ thấy cô tật lòng ông thầy mới cười nói rằng thuốc đó là thuốc mổ nên khi được uống đều đặn cộng thêm sự chăm sóc của cô thì bà thay đổi khỏe hơn da đẹp hơn cô cảm tạ ông thầy và về nhà ôm mẹ chồng với tình yêu thương tràn đầy bài học rút ra biểu cầu sự thay đổi của người khác là bắt đầu cho đau khổ thay đổi bản thân bắt đầu cho hạnh phúc khi chúng ta thay đổi chính mình thay đổi cách ứng xử với người xung quanh thì mọi người xung quanh mình tự thay đổi có câu nói giả vờ yêu thương để yêu thương thực sự khi chưa thực sự yêu thương thì chúng ta hãy dụng công để có những hành động quan tâm yêu thương họ sau đó dần dần tình yêu thương sẽ được trỗi dậy bao dung cho người khác là cách tốt nhất để cứu lấy tương lai của chính mình câu chuyện tiếp theo có một đứa bé sắp chào đời nó bèn hỏi thượng đế. Họ nói ngày mai người sẽ đưa con xuống trần gian. Nhưng làm sao con sống nổi ở đó khi mà con quá nhỏ bé và bất lực như thế này? Thượng đế đáp. Trong số những thiên thần ta đã chọn cho con một người. Thiên thần của con sẽ đợi con và chăm sóc con chu đáo. Đứa bé lại nài nỉ nhưng giờ này con sẽ không phải làm việc ngoài khóc lóc và vui cười hạnh phúc chứ thượng đế đáp thiên thần của con sẽ hát cho con nghe và cũng sẽ tươi cười với con mỗi ngày con sẽ cảm nhận được tình yêu thương của người dành cho con và con sẽ thấy rất hạnh phúc đứa bé lại hỏi và làm sao con có thể hiểu được khi họ nói chuyện với con bằng một ngôn ngữ mà con chưa hề biết đến. Thượng đế trả lời, thiên thần của con sẽ nói với con bằng những ngôn từ nhẹ nhàng và đẹp đẽ nhất mà con chưa từng được nghe. Đồng thời, với sự nhẫn nại và cẩn trọng, thiên thần của con sẽ dạy cho con biết nói con nghe nói trốn trần gian lắm kẻ xấu xa. Ai sẽ bảo vệ con? Thiên thần của con sẽ hỗ trì con, ngay cả khi điều đó đe dọa đến tính mạng của người. Nhưng con sẽ rất buồn vì không còn được nhìn thấy ngài nữa. Thiên thần của con sẽ luôn nói với con về ta và dạy con cách thức quay về với ta vào giây phút đó, ở nơi thiên đường ngập tràn an lạc, nhưng người ta vẫn có thể nghe thấy những tiếng gọi vang vọng từ cõi thế. Và đứa bé hội vàng hỏi thượng đế, "Thưa ngài, nếu con phải đi nghe bây giờ, xin hãy cho con biết tên thiên thần hậu mạng của con. Tên của người không quan trọng, con chỉ đơn giản gọi người là mẹ bài học rút ra luôn nói những lời mang lại hy vọng cho người khác thì họ sẽ tin tưởng mình chỉ cần bạn tin tưởng kỳ tích nhất định sẽ xuất hiện chỉ cần bạn kiên trì nhất định sẽ thành công mẹ chính là quý nhân mang lại cho ta tình yêu vô điều kiện cảm ơn mọi người đã lắng nghe hết câu chuyện hãy đăng ký kênh của mình để biết thêm nhiều câu chuyện hay nhé